lần thứ 5 và thông qua mỗi một lần tổ chức thì giải của doanh nhân trẻ nó sẽ càng quy mô hơn, hoành tráng hơn, chuyên nghiệp hơn. Và vì năm nay số lượng golfer đăng ký golfer đầu tiên của chúng tôi dự kiến là 144, nhưng sau đó thì số lượng đăng ký lên đến gần 200, cho nên là phải mở thêm cả sân C nữa, đánh ở 3 sân thì mới đủ. Cho nên là trong cái bố trí về fly cũng như là đã bố trí các cảng thì nó có sự xáo trộn một chút. Thì lát nữa trưởng ban trọng tài sẽ công bố, nhưng mà tôi muốn nói rằng là vì là giải của doanh nhân trẻ thì mục tiêu chính chúng ta là kết nối.